Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề trong cái cảnh thì cũng tranh thủ cái ngày cuối tuần rảnh rồi các bạn nhé. Đấy thì mình ra vườn mình kiểm tra và chăm sóc cái cây hoa lầy tây hay còn gọi là hoa nhầy tây các bạn nhé. Đó thì cũng tranh thủ quay clip chia sẻ các bạn để các bạn có thêm một số thông tin các bạn tham khảo về cái giống hoa lầy tây này nhé, hay còn gọi là hoa nhầy tây đấy. Đặc biệt là dành cho các bạn mới trồng hoa nhài hoặc là đang có nhu cầu tìm hiểu về cái giống hoa nhài. Đó, ra hoa màu trắng tương đối là đẹp. Đó, nó cũng có 5 cánh và cái mùi rất là thơm giống như mùi nước hoa các bạn nhé. Đó, thì trong một số clip trước ấy, thì mình đã chia sẻ lên kênh của mình rồi. Đó, thì các bạn quan tâm về cái giống hoa này thì các bạn có thể truy cập thêm cái kênh của mình nhé để các bạn tham khảo thêm. Đó, thì hôm nay là sau 2 tuần thì mình lại ra mình kiểm tra lại cái cây này và đang vào thời điểm mùa nắng các bạn nhé. Đấy, thời điểm này rất là nắng ở khu vực Lâm Đồng, Tây Nguyên. Đấy, nhiệt độ trung bình trong ngày khoảng từ 35 đến 38 độ các bạn ạ. Đấy, bữa nào mà nhiệt độ thấp thấp thì khoảng tầm 35. Đấy, hôm nào mà nhiệt độ cao thì khoảng 38 độ, trời rất nóng nha. Thì trong quá trình trồng cái cây này thì mình sẽ chia sẻ thêm các bạn một số cái thông tin nhé. Thứ nhất là về cái hoa thì hoa lầy tây thì chủ yếu là nó ra hoa vào mùa nắng là chính thôi. Đấy, mùa nắng là chính, còn thời điểm mà mùa mình thấy thời điểm ít ánh nắng hoặc là mưa nhiều thì hoa rất là ít ra hoa nhá. Đấy, nếu mà có thì số lượng hoa rất ít, hầu như không ra hoa. Đó, thì cái này thì nó ra hoa khoảng 2 tháng rưỡi đấy các bạn nhé. Đó, cái cây của mình trồng đây này là bây giờ nó ra đầu tháng 2 là nó đã ra rồi. Bởi vì cái đầu tháng 2 dương lịch ấy, tháng 2 dương lịch các bạn nhé, là đã có cái lượng ánh sáng tương đối là nhiều rồi. Đó, và đến hiện nay là hôm nay quay clip chia sẻ các bạn là ngày 16 tháng 4. Đấy, ngày 16 tháng 4 là khoảng 2 tháng rưỡi rồi. Đấy, 2 tháng rưỡi nhưng mà cây vẫn chưa hết hoa nhé. Đó, chưa hết hoa. Đấy, thì mình thấy là cái cây này ra hoa rất là lâu các bạn ạ. Thời gian ra hoa có thể 5 đến 6 tháng luôn. Đó, 5 đến 6 tháng. Thì cái lớp hoa cũ nó mất đi thì nó lại mọc lên cái lớp hoa mới này. Đó, ví dụ như cái hoa này khoảng tầm 2 tuần là tàn các bạn nhé. Hoa này tầm 2 tuần là nó tàn. Đó, thì nó sẽ mọc thêm những cái nụ hoa phía dưới này. Đấy, hoặc là những cái nụ mới đây thì nó đang mọc lên để nó thay thế thôi. Đó, thay thế. Tức là lớp này mất đi thì lớp hoa khác nó mọc lên. Và thời gian ra hoa rất là dài, mình thấy rất là dài các bạn. Đấy, thậm chí bây giờ nếu mà nó cứ ra như thế này chắc có lẽ là cũng phải tầm 5-6 tháng nó mới hết được. Chứ mình thấy đâu có hết hoa đâu, từ tháng 2 đến giờ là chưa khi nào hết hoa luôn. Đây, hoa vàng, hoa trắng các bạn nhé. Đấy, hoa trắng 5 cánh giống như mai vàng. Đó, như mai vàng, nhưng mà nó lại có cái đặc điểm là có màu trắng. Đấy, và nó có mùi thơm. Đấy, hoa mai thì nó không có mùi thơm nhưng mà cái hoa này thì nó lại có mùi thơm. Đấy, cho nên là gia đình các bạn mà trồng được một cái cây hoa lài lớn hoặc là nhiều cây thì khi mà nó ra hoa đồng loạt thì nó sẽ có cái mùi hương thơm rất là ngào ngạt nha. Đó, mùi rất thơm, tạo một cái không gian rất là thoải mái luôn. Đây, những cái bộp hoa này các bạn này, những cái bộp này là nó sẽ nở hết. Đấy, những cái bộp nào lớn thì nó nở trước. Đấy, lúc bộp nào nhỏ thì nó sẽ nở kế tiếp vào những ngày tiếp theo, nó không nở đồng loạt. Đấy, không nở đồng loạt giống như hoa giấy hay là giống như hoa mai đó các bạn ơi. Nó không nở đồng loạt giống như hoa giấy nha. Đấy, nó nở dần dần từng lớp một. Đó. Đó, thì trong clip trước thì mình đã chia sẻ các bạn thêm một số thông tin này nhé. Đó, hoa lầy tây thì nó hay là hoa nhầy tây thì cái lá của nó giống như lá mít đó, màu xanh dày và sức sống tương đối là cao. Đó, các bạn trồng thì các bạn có thể chơi lâu năm, từ 5 năm 6 năm thậm chí là hơn. Đấy, mà không cần nhiều thời gian chăm sóc, cây nó vẫn là sinh trưởng và phát triển tốt và ra hoa nhiều. Đấy, nhưng mà các bạn lưu ý là có một số bạn có chia sẻ trên kênh của mình nhé, đó là cái giống hoa này thì trồng một số nơi thì nó không ít ra hoa nhé. Các bạn lưu ý là để cây ra hoa thì cây này thì nó về cơ bản là nó vẫn ưa nắng nhưng mà lượng ánh nắng vừa phải thôi các bạn nhé. Ánh nắng mà cường độ quá cao trong thời gian dài thì cái tốc độ sinh trưởng của cây nó cũng chậm lại. Đó, mình thấy như thế nhé. Ra cái lá và cái chồi của nó cũng chậm, phát triển chậm lại. Cho nên các bạn lưu ý là nên trồng ở khu vực mà ánh nắng cường độ vừa phải thôi, cũng không nên trồng trực tiếp ngoài nắng thì cây nó cũng không được phát triển nhanh. Đấy, tốc độ sinh trưởng của nó sẽ chậm lại nhé. Đó, trồng ở khu vực ánh nắng vừa phải thôi, nhưng mà phải thông thoáng gió các bạn nhé. Đấy, phải thông thoáng gió để cho cây nó quang hợp, đồng thời là nó sẽ ra hoa nhé. Đấy, còn nếu mà chúng ta trồng ở khu vực kín quá là cây cũng không có hoa.
Đấy, kín quá, chật chội, không thông thoáng thì nó cũng không có hoa nhé. Rồi, để trồng cái giống cây này thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ có hai cách nhé. Đấy, thứ nhất là các bạn sẽ dâm lên từ cành. Đấy, chủ yếu là chúng ta dâm vào mùa mưa thôi, thời điểm mà nhiệt độ thấp và lượng hơi nước nhiều, độ ẩm cao. Đó, thì mùa mưa thì chúng ta sẽ đỡ cái công chăm sóc và đỡ cái công chúng ta tưới nước hoặc là che nắng. Đấy, thì tỷ lệ mọc mầm, tỷ lệ dâm cành nó sẽ sống cao hơn. Và tỷ lệ dâm cành rất là cao các bạn nhé. Tỷ lệ sống lên từ cành cũng tương đối là cao. Đấy, cũng mức trên 90%. Đó, mình cũng đã dâm cành hoa lầy tây rồi các bạn. Đấy, hầu như là nó sống hết thôi, trên 90% vào thời điểm mùa mưa nhá. Đó, thì hôm nay cũng sau 2 tuần thì mình ra mình kiểm tra lại cái cây này. Bởi vì cách đây 2 tuần thì mình đã làm video chia sẻ các bạn rồi. Mình cũng có ra mình lấy nước mình tưới cho cây. Đấy, rồi kiểm tra. Thì sau 2 tuần mình quay lại để xem thử là như thế nào thì cũng tranh thủ quay clip các bạn luôn. Đấy, nhưng mà mình thấy là cách đây mấy ngày thì mình có ra nhưng mà hoa không có các bạn ạ. Hoa có 2-3 bông thôi. Hôm nay thì nó hoa nhiều hơn. Đó, hôm nay thì nó đã có cái lớp hoa mới trở lại rồi. Đó, các bạn thấy không? Đấy, một màu hoa trắng rất đẹp trở lại. Và những cái bông phía trong này nữa này. Đấy, rất đẹp nha. Đó, thì nó sẽ cứ tầm tầm là khoảng 2 tuần thì nó lại có hoa, hoặc là một tháng sau nó lại có hoa tiếp. Bởi vì là cái số hoa mới nó đang mọc từ từ lên. Nếu như mà cái cây mà nó lớn ấy, thì hoa là hầu như là có liên tục. Đấy, bởi vì số lượng cành lớn thì hoa nó nhiều các bạn nhé. Đấy, như cây của mình ở đây là cũng lớn này này. Đó, đấy, của mình như đây thì cách đây một năm rưỡi là mình đã tỉa bớt cành ở phía dưới rồi, cắt bớt rồi. Đấy, nhưng mà sau bây giờ là một năm rưỡi thì cái bụi cây hoa lai thế này cũng tương đối là cũng lớn rồi các bạn nhé. Bởi vì giống cây thân bùi mà. Đó, thì hoa ra thế này là cũng nhiều rồi. Mà mình nghĩ là nếu như mà theo dõi là khoảng tầm đến 5-6 tháng nó mới hết hoa. Thường thường là 6 tháng. Đó, bây giờ là tháng 2 rồi thì khoảng đến tháng 5, tháng 6 nó mới hết hoa các bạn nhé. Tháng 6 thì cũng 4 tháng thôi nhỉ. Đó, thì cũng để mình theo dõi tiếp cái cây này nữa thì ở thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục làm clip chia sẻ lại các bạn nhé về cái thời gian ra hoa của cái cây này nó dài bao nhiêu cho nó cụ thể hơn, bởi vì nó còn phụ thuộc vào cái nơi trồng và cái nơi chúng ta khí hậu nữa. Đấy, rồi đất trồng một số cái vấn đề chăm sóc nữa các bạn nhé, về cái số lượng hoa và thời gian hoa nó dài bao nhiêu. Đấy, nhưng mà nói chung là hoa lầy tây thì cái thời điểm ra hoa thì nó không dưới 3 tháng các bạn nhé. Nói chung là cái thời gian có hoa là không dưới 3 tháng, phải từ 3 tháng trở lên. Đó, thời gian nó ra hoa còn lâu hơn cả hoa giấy các bạn ạ. Cái thân bùi các bạn nhé, đây gốc của nó đây này. Gốc này. Đấy. Các bạn chỉ cần cắt những cái cành này đi ha. Các bạn có thể là hạ thấp cái thân này xuống luôn, các bạn cắt hết cái thân chính này luôn. Đấy, thì sau khoảng tầm 5-6 tháng sau thì nó lại mọc lên những cái chồi mới. À, giống như ban đầu như thế này. Đấy, tất nhiên là nó không được tốt như thế này nhưng mà nó sẽ mọc lên những cái chồi mới thôi. Cây thân bùi mà. Đó, cho nên các bạn trồng thì các bạn sẽ cắt tỉa được bình thường nhé. Đấy, cắt tỉa thì nó sẽ ra những cái mầm mới và cành mới thôi để cho nó đẹp hơn. Rồi, thì mình vừa chia sẻ các bạn là một số thông tin liên quan đến cái hoa lầy tây ra hoa vào mùa nắng nhé. Cái giống hoa chủ yếu là ra hoa vào thời điểm ánh nắng nhiều và thời gian ra hoa rất là dài. Đó, thì hy vọng là cái chia sẻ của mình thì sẽ cung cấp cho các bạn được thêm một số thông tin các bạn tham khảo nhé. Và chúc tất cả các bạn là trồng được cái cây hoa lầy tây hay là hoa nhài tây thành công nhé. Và sau video này bạn nào có vấn đề gì các bạn là cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Mình sẽ trao đổi thêm với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn.